bạn xem đâu. Hình như mình đến đường giảng võ rồi bạn nhỉ? Tôi thấy 187 giảng võ đi rồi không? Tôi nhớ trước là trụ sở cục thuế mà. Sao bây giờ lại là công trường xây dựng thế này? Ừ nhỉ? Cháu ơi, cháu ơi! Cháu bà! Chào cháu! Ông bà đi đâu mà mang theo cả hoa thế ạ? À, ông với bà nguyên là cán bộ thuế, giờ nghỉ hưu rồi. Sau kỷ niệm 77 năm thành lập ngành, ông với bà đại diện cán bộ hưu trí có lắng hoa đến chúc mừng cục thuế cháu ạ. Mà trụ sở mình chuyển đi đâu rồi hả cháu? Trụ sở 187 thì đang được sửa chữa ông bà, và cục thuế thì mới di rời sang hai trụ sở mới ở Cát Linh ạ. Chà, chuyển một ngôi nhà đã vất vả, chuyển cả trụ sở chắc vất vả lắm cháu nhỉ. Tôi nhớ là tôi đã nghe cái thông tin chuyển trụ sở ở đâu đấy rồi. Nhưng mà từ hồi bị Covid, đầu óc chán quá cháu ạ. Bà nhớ nhớ quên quên, ăn rồi con cháu mời ăn lại ăn tiếp. Bà lạ lắm, quên hết tên người yêu cũ. Thì... Ừ, cháu gửi cho đấy. Mà Covid có phải mỗi ông bị ảnh hưởng đâu, cả dân, cả nước ta đều ảnh hưởng nhiều lắm đấy. Bà nhắc đến nhân dân làm tôi lại nhớ lại lời bác dạy, thu thuế phải thu được lòng dân. Mà cháu ạ, ở đợt Covid vừa rồi nhân dân khen ngành thuế lắm, các chính sách thuế thì đã kịp thời thay đổi điều chỉnh để đồng hành cùng người nộp thuế vượt qua đại dịch cháu ạ. Vâng, ông bà có tuổi rồi nhưng mà cập nhật thông tin thì không thua lớp trẻ đâu ạ. Ừ, ông với bà trước đây là cán bộ thuế mà, thì nên vẫn dõi theo ngành thuế lắm. Bà biết là bây giờ nộp thuế trong một nút nhạc ấy, bây giờ ngồi bờ biển mà có điện thoại là nộp được thuế đấy ông ạ. Thế cơ à? Mà bà còn nghe nói dạo này có chương trình hóa đơn may mắn trúng thưởng gì nữa đúng không cháu? Đúng rồi bà, hiện tại cơ quan thuế có triển khai chương trình hóa đơn may mắn có rất nhiều phần thưởng hấp dẫn đấy ạ. À, mà sắp tới chuẩn bị kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành và giải phóng thủ đô 10 tháng 10, cục thuế cũng tổ chức hội diễn văn nghệ nữa đấy ạ. Hay là hai ông bà tham gia cùng chúng cháu luôn cho vui ạ? Có hẳn hội diễn văn nghệ cơ à? Gì chứ nhẹ thì ông bà máu lắm. Trước bà với ông là cùng đội văn nghệ của cục thuế đấy. Được quá ông nhỉ? Thế chốt đơn nha cháu. Có được tập luôn hôm nay không cháu? Đi vào luôn chứ ạ. Thế để cháu đi gọi các đồng nghiệp của cháu tới luôn ạ. Cháu cháu ông bà cháu đi ạ. Bà, tuổi trẻ ngày thế bây giờ năng động, xinh xắn mà nhìn ấy quá bà nhỉ. Ơ, bà sao thế? Nhìn các cháu bây giờ tôi thấy xúc động quá ông ạ. Các thế hệ trẻ bây giờ đã tiếp bước đơn vị anh hùng lao động, thật là không uổng công sức những người đi trước như chúng ta. Tôi cảm thấy thật là tự hào. Bà kỳ ghê. Thế bà phải thấy vui vì ngành thuế thủ đô càng ngày càng phát triển chứ. Ừ. Thôi, hứa với cháu đó rồi, để tôi gọi các ông bà lên tập văn nghệ cho vui nhá. Thế ông gọi đi. Ăn nổ! Ông Nông à? Các ông bà nay vẫn sinh hoạt câu lạc bộ đầy đủ chứ? Ừ, có kèo thơm, bảo các ông bà lên trụ sở cục thuế, địa chỉ mới, tập văn nghệ nhé.